là phát hiện ra là cô đó đã mang thai nữa, cô đó đã mang thai nữa. À. Thì lúc đó em cũng có con nhưng mà trời em đi, em bỏ đi. Còn như em có con, cổ cũng có con luôn. Trời, em với cổ cũng dính lời nguyện với nhau ha. Em bỏ về Sài Gòn là em sinh con, em một mình tự nuôi con. Em nói mà, em nói là giờ em có đi làm bất cứ chuyện gì, đi giúp gì. Thì mời hai bạn sẽ bắt đầu tự giới thiệu về mình nhé. Em tên Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1984. 37 tuổi. Được rồi. À, Tùng là quê ở đâu? Quê ở An Giang đó chị. Mình lên đây lâu chưa? Lên đây được 2 năm. Mới lên thành phố 2 năm thôi. À, rồi giờ là mình đang ở đâu, làm công việc gì? Ở thành phố Thủ Dầu Một chị. Hiện mình đang làm quản lý công ty bảo vệ khu công nghiệp Đại Đăng. QDT á? Dạ. Rồi bây giờ là mình ở đâu? Bây giờ ở trong khu công nghiệp Đại Đăng luôn. Là ở trong chỗ làm luôn, trong xí nghiệp luôn. Rồi chứ hồi xưa giờ ở dưới An Giang là làm gì? Dưới An Giang thì buôn bán rồi. Buôn bán gì vậy? Có thời gian bán trái cây chợ đầu mối Thủ Đức nữa nè chị. Wow, vậy nữa. Rồi là giờ lập nghiệp là gặp việc ở Bình Dương luôn. Dạ. Rồi thí dụ giờ lên thành phố được không? Xa chỗ làm quá. À, xa chỗ làm quá. Ủa giờ mình làm đó là chắc chắn luôn rồi đó hả? Họ là công việc ổn định luôn hay sao? Em thích cái công việc đó hay sao? Hiện tại thì làm nghề bảo vệ thì chắc nó không ổn định đâu, nhưng mà kinh tế phụ mình chắc có thể ổn định chứ. Kinh tế phụ là làm gì nữa? Thuê chỗ và cho mướn lại với lại cầm thẻ cho công nhân nữa. À, coi như làm bảo vệ. Rồi bây giờ mình có cầm gọi là cầm đô nữa. Dạ. Thuê chỗ cho mướn lại nữa. Dạ. Bây giờ mình có mấy chỗ cho mướn? À, 2 chỗ mà chị. À, cái dịch vụ này giờ cũng rất là hay. Ví dụ như Cát Tường đi, Cát Tường mua nhà nhưng mà Tường không có như cái nhu cầu, nhưng mà Tường cho thuê á thì những cái nhà đó cho thuê là dạng cho thuê phòng trọ phải không? Dạ. Đúng không? Thì nó có nhiều phòng mà Tường đi cho thuê phòng trọ thì mỗi tháng Tường phải đi thu tiền từng người nó khó. Thì Tường cho một cái người thầu lại, người này thầu lại, người đó sẽ người này sẽ đi cho thuê, người ta có tự động có trách nhiệm là người ta đi thu tiền thì người ta sẽ lấy cái khoản chênh lệch đó lời mà bao nhiêu triệu đó, một cái căn như vậy, căn lời được mấy triệu? Dùng một cái kiosk thì mình lời khoảng 2 triệu vậy đó. Kiosk lời có 2 triệu à hả? Rồi đeo vàng dữ vậy, cầm đồ quá hả? Vàng nó của mình hay của người ta cầm đem đeo vậy? Vàng giả đó chị. Hả? Vàng giả. Giả đeo chi dữ vậy? Đeo cho đẹp luôn. Ủa, vàng giả đeo ra ra đường ở Sài Gòn nó giật á. Cho đẹp. À, cho đẹp hả? Còn nữa không? Còn mấy sợi nữa? Cũng còn nhưng mà vàng giả. Dễ thương hả? Thế anh tới em gái, em tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1984. Ồ, vậy là bằng bên này luôn, hai bạn là coi như là cùng tuổi nhau ha. Rồi là Vân đang làm gì Vân? Dạ em kinh doanh bên nhà hàng chay, cũng là đầu bếp luôn á chị. Nhà hàng chay ở đâu vậy? Dạ số 10B Bùi Văn Lạ, mà dịch này thì em tạm ngưng. Là quận mấy? Dạ quận Gò Vấp. À, quận Gò Vấp là gần nhà chị luôn nè. Ở cái nghe cái tên đường nó lạ quá. À, mình là quê ở đâu Vân? Dạ quê ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, trời ơi, cùng quê chị luôn nè. Mừng quá. Ở Gò Vấp cũng gần nhà Sài Gòn mà, ở quê Vĩnh Long. Vĩnh Long phường dạ. Mấy? Ở xã Hữu Nghĩa, huyện Vũng Liêm á. À, huyện Vũng Liêm. Còn chị thì ở ngay thành phố Vĩnh Long, em là Vũng Liêm ha. Mà dạ. Mẹ là cũng cùng quê. Trên này là em đang ở với ai? Em hiện tại đang ở với con gái. Con gái dạ. Mấy tuổi rồi cơ? Dạ con gái 12 tuổi. 12 tuổi. Dạ. À, hai mẹ con thôi. Dạ. Còn gia đình lớn, ba mẹ mình là còn Vĩnh Long hết hay sao? Dạ, ba mẹ Vĩnh Long. Rồi, chút xíu nữa chị sẽ hỏi về cái chuyện tình duyên sau ha. Nhưng mà trước mắt là thấy là cùng quê rồi, em gái quá đẹp, quá dễ thương rồi. Bây giờ chị hỏi một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Thì nói chung là em làm công việc em lo làm nhiều. Nó nói chung gì em cũng làm được đó. Nấu ăn rồi bên chăm sóc da. Nhân duyên nào mà em mở tiệm đồ chay? Dạ thì hồi trước là biết một người Phật tử đó chị. Cái họ bạn đó gieo duyên cho em ăn chay trường. À. Em ăn chay trường được 5 năm. Ăn chay trường 5 năm rồi. Dạ. Giỏi rồi, quá. Rồi cái em cũng mở 2 chỗ rồi đó. Nhưng mà một chỗ thì cũng có trục trặc, rồi chỗ này thì bị dịch. À. Nên số em nó hơi lận đật. Thôi kệ, thôi từ từ em. Mình dạ. Có cái tâm hướng thiện vậy, ăn chay đỡ sát sinh, rồi mình còn bán đồ chay nữa. Lan tỏa cái thông điệp đó, thứ nhất là bán đồ chay để healthy, để giữ gìn sức khỏe. Mình chưa nói dạ. Đạo nào bây giờ người ta cũng ăn chay hết. Không phải dùng từ ăn chay luôn mà người ta là hạn chế ăn động vật, ăn dạ, thực vật dạ. Để cho bảo vệ môi trường với là giúp cho cái sức khỏe. Hèn chi ăn chay mặt đẹp quá trời đẹp luôn. Da dẻ cũng đẹp nữa, mịn màng, có nhiều chất xơ. Rồi, như vậy là tốt rồi. Vậy là mùa dịch này rồi làm gì ảnh hưởng nhiều không? Thì giờ tạm thời là em chuyển đồ đi gửi. Rồi xong á, thì em ở nhà em quay lại cái việc là em gọi đầu với làm bên body á chị. Cái này thì giờ mở cửa lại rồi, làm được rồi. Là nhà mình ở là nhà thuê hay sao? Dạ, em đang thuê. Đang thuê dạ. Ủa, vậy lên Sài Gòn lâu chưa? Chắc 20 năm rồi đó. 20 năm à, giờ cuối cùng á gãy đổ ôm con mà chưa có nhà cửa gì hết trơn. Thất bại do kinh doanh đó chị.
Khổ quá ha. Rồi cái đó lát tính sao. Rồi qua tới bên đây. Điểm yếu em thì thẳng tính hết. Điểm yếu mà thẳng tính á hả? Thẳng tính thì thẳng tính sẽ ít có gần gũi được, nó không có được bạn thân để chia sẻ đâu các cuộc sống á. Còn điểm mạnh em thì biết chăm chỉ, tự lập, việc nhà xem biết hết. Mà mình có võ không mà người ta tuyển mình vô làm bảo vệ? Vô thì người ta đào tạo mình chứ. Chứ hồi đầu là chưa có. Đầu thì biết như những cái cơ bản tí tí gì đó. Vô đào tạo thêm. Tướng tá cũng cao áo ha, cao mét mấy? 1m69 rồi. 1m69. Rồi đào tạo bao lâu thì nhận vô làm, có ký hợp đồng dài hạn gì không? Em ký hợp đồng ngắn hạn á, mình có thời gian để làm kinh tế phụ á. Nhưng mà giờ mình định sau này định hướng trong cái công việc, cái sự nghiệp của mình là sao? Em định hướng sẽ lập nghiệp ở Bình Dương á chị. Mình nuôi phát triển cái kinh doanh mình được, nuôi lý tưởng mình được thì mình sẽ có cái định hướng. Tình duyên Tùng như thế nào? Đã trải qua mấy mối tình rồi? Từ lúc chia tay vợ gì thì cũng nói lớn lên, trời ơi bảo vệ nói trong họng tôi không nghe cái gì hết. Chưa có mối tình chính thức nào chứ. À, hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì trước cái vợ thì khoảng 3 mối tình này. À là có lấy vợ một lần rồi. Dạ. Có con chưa? Có con 12 tuổi. 12 tuổi, con trai hay con gái? Con gái. À rồi cái mối hôn nhân đó là kéo dài được bao nhiêu, bao lâu? Hơn 3 năm. Lấy nhau hơn 3 năm. Lúc đó là đám cưới là bao nhiêu, lúc đó mình bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi, tới 28 là chia tay, là ly dị. Nguyên nhân sao ly dị? Kinh tế cũng khó khăn nè, nói chung công việc cũng chưa ổn định nữa. Là vợ dưới quê á, An Giang á? Dưới quê thì... Rồi bây giờ con là ở với ai? Ở với ngoại cũng An Giang. Con ở với ngoại, rồi sau nữa, rồi sau đó thì sao chia tay nói lại? Sau đó thì nói chung tuổi cũng bồng bột rồi, cái sự việc nó xảy ra mình chưa đủ để khắc phục với lại mình xử lý theo tình huống á. Mình đi đến cái sự việc xấu nữa. Ai là người quyết định ly hôn? Em chị. Em lý do gì? Có con rồi mà sao ly hôn? Nói chung ra đủ mọi chuyện nó xảy ra bên hai bên gia đình. Nhưng mà cái nguyên nhân chính á, phải có cái nguyên nhân chính gì thì mới chắc ly hôn. Cái nguyên nhân chính này do kinh tế vậy. Bao nhiêu năm nay thì có phụ nuôi con không? Hồi lúc trước thì có một số tiền chia tay mà tòa xử ra để mình lấy đó. Nhưng mà em không lấy, để phần đó. À có nghĩa là lúc chia tay thì em đưa hết luôn cho cái phần của em chia, là em đưa cho vợ để nuôi con luôn. Dạ. Còn mấy bao nhiêu là ly hôn bao lâu rồi? Khá lâu rồi chứ. Từ năm em mới 28 tuổi cũng gần 10 năm rồi. Khoảng 8 năm vậy. 8 năm rồi. Thì 8 năm nay là có hai bên có qua lại gì với nhau không? Không chứ. Rồi con cái có thăm nom gì không? Có khi Tết em về á thì có thăm. Tết là về thăm. Dạ. Còn bình thường là coi như là bên kia hát luôn về hẳn luôn. Dạ. Vợ em lập gia đình mới chưa? Em cũng không nghe nói nữa chị. Không nghe, không biết gì luôn. Trời ơi, rồi con gái hay con trai? Con gái chị. Rồi con gái ở bển rồi, con gái cũng không có thăm ba, hai cha con, không có hỏi thăm gì nhau hết hả? Dạ. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thì nó ở bên ngoài á. À. Chứ em đi quanh năm mà. Cho nên nó cũng không có điện thôi. Rồi bây giờ con gái nó là tuổi này 12, 13 tuổi, nó lớn rồi. Cố gắng rồi điện thoại thăm hỏi con nhiều một chút. Tới cái tuổi dậy thì nó không có cha rồi, tội nghiệp nó. Hỏi thăm coi con nó cần gì, nó làm sao rồi hỏi thăm nó chứ, dạy dỗ con chứ. Ly hôn chứ, con cũng con mình tạo ra, phải có trách nhiệm chứ trời. Làm ơn làm phước, điện thoại thăm hỏi cho con cái giờ có chu cấp gì, có rồi ba mẹ dưới quê thì sao? Ba mẹ dưới quê giờ mẹ mất rồi còn ba. À, rồi ai nuôi ổng? Hai chồng em út á. Vậy là giờ ông sống một mình một thân là tự lo cho mình thôi chứ không có lo cho ai hết. Dạ. Giờ có để dành dụm gì được nhiều chưa? Cũng có chị. Ví dụ giờ lấy vợ rồi ở đâu? Có dự tính nếu mà có vợ rồi ổn định sẽ cuối năm sau chắc mua nhà ở Bình Dương. Rồi hiện giờ là cứ ở trong công ty thôi đúng không? Lấy tiền làm ăn, lập nghiệp trên này luôn. Dạ. Không về An Giang nữa. An Giang thì cũng có đất ở dưới, đất nó ba cho. Rồi ok, vậy cũng được. Giờ quay lại với Vân nha. Bây giờ cho chị hỏi thăm về tình trường của Vân nè. Tình trường em chắc lâm ly quá. Lâm ly đúng không? Tôi thấy nghe sơ sơ cái màu tôi thấy rồi là biết lâm ly là hồng nhan bạc phận. Dạ. Rồi sao? Em có hai mối tình. Tình đầu với ba của con em á. Chụp hình cưới đồ xong hết rồi. Em mới phát hiện ảnh có một người phụ nữ. Ảnh có một người phụ nữ bên cạnh anh. Lúc đó khi quán em kinh doanh á, thì cái cô đó tới quán em uống như một người khách vậy nè. Cái em ra em dọn dẹp quán thì em thấy là bể cái ly. Giống như là coi như là cũng nói lên một cái gì đó. Xong cái em mới lên công ty. Lên công ty của ba bé đó. Em mới hỏi là tại sao là người phụ nữ đó. Cái ảnh còn nói em vậy nè, chắc người ta giận bồ á. Thì khi tìm hiểu ra là em ra quán cà phê cô đó luôn. Thì cũng mở cái quán cà phê cũng giống vậy đó. Mở cho em quán cà phê giống vậy là sao? Hai người hai cái quán cà phê giống y vậy luôn. À là chồng em á. Ảnh trang trí y vậy luôn. À mà lúc đó là cưới chưa, bạn trai hay là chồng rồi? Là bạn trai mà đã đi chụp hình cưới rồi. À, chụp hình cưới rồi luôn. Gặp mẹ em hết rồi đó. Nói chung là gặp gia đình hết rồi đó. À mở em cái quán cà phê cô đó tới. Dạ. Uống rồi xong rồi cũng mở cô kia quán cà phê em tới cũng, uống. Em cũng ra quán cà phê tới uống luôn.
em mới lên Sài Gòn, em coi như là em bỏ đi đó, là anh lại đi kiếm em nữa, năn nỉ nữa. Năn nỉ là nói là bây giờ anh sẽ chứng một tờ giấy độc thân cho em tin, rồi em về quê em làm giấy kết hôn đi. Thì thật sự lúc đó em còn quá nhỏ. Cái về quê thì chứng làm kết hôn thì lúc đó chưa được, chưa đủ tuổi, lại 17 tuổi đó. Cứ kéo dài chị, kéo dài cho tới ảnh hứa, ảnh hứa là bỏ, tại mua nhà kế công ty mà. Nhà của ảnh mua cho em á, kế công ty ảnh luôn, là làm lòng tin cho em mà. Đó cái cũng tin, không thấy thời gian, không thấy ai, coi như là điện thoại đồ đưa cho em quản lý hết. Lúc đó là phát hiện ra là cô đó đã mang thai nữa, cô đó đã mang thai nữa. Thì lúc đó em cũng có con nhưng mà em đi, em bỏ đi. Còn như em có con, cổ cũng có con luôn. Trời, em với cổ cũng dính lời nguyện với nhau ha. Em bỏ về Sài Gòn là em sinh con, em một mình tự nuôi con. Em nói mà, em nói là giờ em có đi làm bất cứ chuyện gì, đi giúp việc nhà, tự nuôi con em. Rồi lúc đó ông không đi kiếm nữa, coi như năm nào cũng gọi cho em hết á. Không, mà cái đoạn mà em có bầu đẻ đi lên thành Sài Gòn đẻ con là ông không có lên đi kiếm. Em mượn một người bạn đó, nói là em đã đi lấy chồng nó, nên ảnh không làm phiền. Nhưng mà ảnh tức, ảnh nói là tại vì anh biết là em cũng thương ảnh mà ảnh cũng thương em nữa, ảnh mới tức. Ảnh mới năm nào cũng gọi, ảnh gọi nói em vậy nè, đâu em nhớ coi giọng của ai không, tên em nói dùm cái tên đi. Em nói không, không nhớ, mệt lắm. Cái con em nó mới khóc. Cái lúc mà nói chuyện chậm chậm đó, thì ảnh kể khi mà năm 2018 á, là ảnh nói tên ra, là lúc đó em mới gặp. Thì ảnh mới nói là hàng năm anh vẫn có gọi cho em, thì giờ là coi như cuộc tình nó chỉ là bạn thôi, thì cho gặp con. Còn cái chuyện xưa không giải quyết, lúc cuộc là chưa cưới. Không, cuối cùng là người đó đeo không bỏ mà. Nói chung chết sống luôn á chị. Em với cô đó là giờ lấy cái cô đó rồi. Đúng, cổ nói là giờ bỏ, cổ chết, cổ tự tử mấy lần. Thôi gọi em chi nữa. Con, đứa gái. Trời đất, rồi giờ có nuôi, người ta gọi mà có thăm nuôi không? Không có chứ chị. Vẫn nuôi. Nói chung anh có trách nhiệm mà. Anh nói chung là anh đó làm việc cũng có chức vụ đó, anh có trách nhiệm. Còn hồi xưa chị, lý do tại sao mà bỏ em đi vậy là phản bội em là không giải quyết. Thì vậy đó chị, anh nói vậy nè, giờ cưới em đi, em là vợ chính thức, coi như là cô kia là không có quậy em được nữa. Là cứ vậy đó, nói là để là năn nỉ cho có trách nhiệm với cô đó. Nói là giờ ai cũng cả hai không bỏ ai hết trơn á. Đàn ông tham lắm chị. Tham lấy thêm thôi à. Trời ơi, bên đây kêu người ta đi đám cưới rồi, bên kia rồi phải cô kia có bầu rồi, làm sao mà cưới. Nhưng mà giờ là cưới cô kia chính thức rồi phải không? Thì giờ ở chính thức rồi. Rồi ok, vậy là cuối cùng là mình chưa có kết hôn, chỉ có con thôi chứ. Dạ, chưa kết rồi. Hôn nói là về ở ngoài luật là coi như chưa kết hôn lần nào. Dạ đúng. Đúng không? Rồi đó là mối đầu tiên. Còn mối thứ hai thì nó mối thứ hai càng khổ nữa. Rồi sao mối thứ hai sao? Mối thứ hai thì thời gian em cũng đi mua gánh bán bưng vậy đó. Thì em gặp cái anh đó đó đeo theo mà tìm tới nhà, coi như để ý em á, mà tìm tới nhà là lo cho con em với nhậu với ba của em. Hay quá ha. Biết là đi cứ vậy đó, không hả? Nói em với ảnh không hề nói chuyện một thời gian, là coi như tới ngày mà em mở một cái nhà hàng chai ở dưới chùa Nghệ Sĩ nữa đó, thì bắt đầu cũng cứ tới lui vậy đó. Thì cuối cùng là phát hiện là anh chàng ta là có vợ. Trời đất ơi, sao hoài vậy. Thấy lâm ly không? Cái xong cái em với chị giai đoạn đó lại hiểu lầm xong rồi lại tiếp một giai đoạn sau là do chị đó chỉ bệnh, thì em mới phiên anh đó là coi như là phải hướng về lo cho vợ. Em là người coi như là em về Phật pháp á, em không có nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa. Nếu em lập gia đình em sống vậy, em đi cũng có người này người kia đeo em chứ bộ. Nhưng mà em nói do lòng của em là muốn sống nuôi con bé, chứ em sợ cái cảnh nhỏ nhỏ đó chị, mà bước tới bước nữa thì tội con mình. Thời gian cái em với chị đó mới quá giải được, là em mở một giai đoạn, nó mở trên cái nhà hàng ở trên Bùi Văn Là, thì em với chị mới qua lại. Thì mỗi lần mà ảnh qua chỗ quán là em đều quay phim lại hết nha. Em quay là chính ảnh là người đi kiếm em vậy vậy đó, chứ em không bao giờ mà em phá hạnh phúc gia đình ai. Xong thì cái thời gian dịch đó là coi như ảnh đau bụng ngầm mới đưa đi khám, thì là ảnh bị bệnh ung thư. Xong thì em với chị là cùng nuôi anh cho tới phút cuối. Là giờ anh mất rồi. Dạ mất rồi. Là nếu mà cứ dính vậy chắc em còn khổ nữa. Cũng tại em nữa, mắc gì đâu dính trời. Người ta có vợ rồi thì né ra dứt ra đi chứ dính vô chi. Bởi có bạn em biết mà. Thí dụ cứ đi kiếm em vậy đó, em cứ quay phim, em quay phim ảnh lại. Em nói là không, nếu mà anh đã có vợ rồi tôi không bao giờ tôi dính vô, đừng có làm khổ tôi vậy nữa. Mà anh cứ theo em vậy chị. Có gì đâu khổ. Chị thấy nói cái câu mà tại em không biết là em hỏi trời cao đất rộng sao thấu được lòng em. Không, đó là tại cái nghiệp của em. Dạ. Mà tại em cũng thích dính vô cái nghiệp. Nếu mà em nói tu thì chị nói là đó là dính vô cái nghiệp. Chứ còn con người chị, thí dụ con người chị mà chị đã không thích rồi thì không bao giờ có cơ hội gì để người ta tới. Không thích thì em mới nói ba em á, đừng có gặp ổng nữa. Em mới nói là chi? Do là cứ vậy mà em thấy thương người mà em khổ cho em. Cái đó không phải gọi là thương người, đó là tại vì em không quyết đoán. Dạ. Mà nếu em không bỏ cái tính đó thì em còn khổ nữa. Em đuổi chị, nếu mà không tin đuổi, có những cái quy déo mà em đuổi luôn á, chửi luôn á. Quy déo để làm cái gì, cái quy déo không này chị nói thẳng luôn tại em. Dạ. Còn nếu thật sự
thiếu gì cách để mà giải quyết. Ông nói tới em nhờ một người bạn trai em ngồi ở đó ra nói giùm thiếu gì bạn bè của mình, đúng không? Cũng có chuyện đó kiểu hết. Ông tới gọi điện thoại mời vợ ông tới liền. Em cũng tạo cho người ta là hiểu lầm, nhưng mà thôi cái chuyện này nó qua rồi. Nhưng mà cũng may mắn, may mắn là may mắn cho em á, là không còn bị dính vô những cái phiền hà đó. Rồi nhiều tự nhiên giờ em có thêm một cái người bạn là vợ của ảnh. Tự nhiên chị nghe thì chị rất là xúc động ở cái đoạn mà tự nhiên hai người phụ nữ để lo cho cái người đàn ông ở cái phút cuối cùng. Tại vì người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, có những cái gì cũng quá giải khi người ta đã nằm xuống nên mình quá giải hết. Bây giờ em tu, em chay cho nên cuối cùng giờ em quá giải được mọi thứ, em có cái người bạn thành anh em giống như cái chị đó giờ với em cũng là bạn. Thì cái đó cũng là một cái là do mình có tu mình mới được như vậy. Thì cái đó chị chia sẻ, nhưng lần sau là những cái trường hợp như vậy em phải thẳng thắn hơn. Nhưng mà thôi, chuyện nó qua rồi, cũng may là mọi thứ nó dừng lại ở đó. Thì mình hy vọng ở cái lần sau. Em muốn tìm một người trong tương lai của mình là người như thế nào? Nói chung là chịu khó, lo làm ăn, rồi hiền lành. Bây giờ lấy chồng mà chồng ở tỉnh khác, ở xa thì mình có đi theo chồng không? Dạ không, em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn. Lý do? Thì giờ em thấy trên đây con em cũng học ở trên đây. À, con đang học trên này. Con em học trên đây, điều kiện nào giờ em sống ở trên đây rồi. Nên là em muốn lập nghiệp ở trên đây rồi. Rồi, ok. Rồi, qua tới bên này. Em anh mong muốn tìm một mẫu người trong tương lai mình là người vợ như thế nào? Chuyện về truyền thống và về hiện đại chị, biết chia sẻ, biết chăm lo gia đình. Rồi vẫn một câu hỏi đó, tôi hỏi hết rồi, mọi người tự lớn rồi, mọi người tự suy gẫm hỏi hết đó. Thí dụ như giờ mình yêu một người đó, mình rất là ưng bụng nhưng mà người ta ở khác tỉnh mình, thì mình có sẵn sàng di dời không? Chắc có thể, còn nếu mà người lạ mà đặt trường hợp gì chắc thì không. Thì đương nhiên rồi, đúng rồi. Tại vì chị cảm thấy là về ngoại hình, về tuổi tác, về mọi thứ thì tương đối là nó phù hợp. Cùng tuổi nè, đều có con nè, 12 tuổi hết nè, đều gãy đổ hết nè. Nhưng mà chị thì không phải là chị binh vực phụ nữ luôn luôn. Đối với từng quan điểm của chị là lấy vợ là phải theo chồng. Nhưng mà cái trường hợp ở đây là chị lại nghiêng về cái đứa bé. Tại vì con em thì nó đã yên ở với mẹ nó rồi. Nhưng mà tại vì con bên đây thì đã học bên đây cái môi trường nó quen. Chị là chị ưu tiên cho đứa bé, chứ chị không phải, chứ còn chị là có, nếu mà có hai bạn mà đều là độc thân thì chị luôn luôn ủng hộ phụ nữ lấy chồng là phải theo chồng. Nhưng ở đây là tại vì chị lại nghiêng về phía bạn gái là vì cái đứa con thôi. Rồi bây giờ thì cho chị mượn xem cái hình của em coi. Chà, ghê ha. Ba cô, đó, thích cô nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ, mét 58. Mét 58, em là nãy nói cao mét 6 mấy quên rồi. 1m69. Nè, có ổng ở chổng á, kiếm ổng đi mà tôi thấy nhìn. Chắc em nghĩ là người này quá chị. Hả? Em nghĩ sao sao nghĩ cô đó? 38 tuổi thì 38 tuổi. Rồi, ok, còn em? Đâu? Ông đó đó hả? Ông đứng giữa đó đó hả? Dạ. Nhìn hình khó đoán lắm quý vị ơi. Xin mời mọi người hãy nhìn qua cửa trái tim này để xem hôm nay mình trò chuyện với người như thế nào nhé. Tiên 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 tiên. À, khi mà mở cửa trái tim ra thì cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Bạn ấy rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Có thấy xao xuyến gì chưa? Chắc có thể mình cho nhau một cơ hội và có thể là có một tiếng nói chung mới có xao xuyến được. Chứ mới nói mà có xao xuyến thì chắc nó hơi dối. Nhưng mà ý là có kiểu như là mình đặt cái tiêu chuẩn nhờ chương trình tìm giùm. Có hài lòng với có cái... hài lòng, ấn tượng. Rồi, cảm ơn em. Rồi còn mình thì sao? Dạ em chào anh. Em thì có một cái gì nói vậy nè, em thì người em thật nên là ví dụ mà cái người làm em ấn tượng là anh đừng có đeo đồ, đeo để trang sức. Rồi đeo vàng dữ vậy? Vàng giả chứ. Hả? Vàng giả. Vàng giả đeo chi dữ vậy? Đeo cho đẹp luôn. Ví dụ người ta giàu, rất là giàu nhưng mà đi chơi bình thường thôi em cũng thương. Cái này cái gu của người ta thích. Ủa miền Tây luôn mà, Vĩnh Long, An Giang mà miền Tây người ta thích đeo vàng. Cô ơi đeo vậy là ít rồi đó, nhiều người ta đeo dọc. Em cũng thích đeo đúng vàng không? Lắm nhưng mà lên chung em đi chuyền bự gì nè mà còn mặc hở hở ra nè, mấy anh đàn ông ở dưới mình đó đúng không? Hở ra đeo dây chuyền đây nè, đó. Còn nữ là mình phải đeo xi men. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn vừa ăn một buổi cơm trưa với nhau, vừa trò chuyện với nhau một xíu để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Em nấu chay á nên em có mời chị Tường một phần cơm chay, cơm tấm á, rồi mời anh dùng cơm chay. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ thì các Tường mời hai bạn dùng một bữa cơm, và đặc biệt đây không phải là cơm của chương trình mà đây là cơm chay của em ấy làm nha. Nhớ thưởng thức cái hương vị nha. Rồi có gì mình cứ trao đổi với nhau thoải mái. Em có thể xích ghế vô một chút xíu để ăn. Rồi mời hai em ngon miệng nha. Chút xíu nữa chị Tường quay lại. Dạ dạ, cảm ơn chị.
nhìn khá đắt mắt á. Em mở nhà hàng này lâu chưa? Em mở được năm rồi, dịch rồi nên em tạm ngưng rồi. Bước đầu em nhìn thấy anh có ấn tượng gì? Thì em thấy anh cũng dễ thương. Nhưng giờ anh làm việc trên đó là anh ở chỗ công ty luôn. Anh ở chỗ công ty luôn. Em nấu khá ngon nha. Cái này chính tay em làm ạ. Dạ. Theo anh nghĩ thì mình cũng lớn tuổi rồi, thì cũng muốn tìm một chỗ một nửa cho mình. Thì đến đây cũng là một cái duyên. Mình hãy cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy rằng có tiếng nói chung được á thì mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Ủa anh có hay gặp con gái anh không? Có khi anh về quê mới gặp. Mình phải lo cho bé chứ, có trợ cấp không? Khi về quê thì cho bé thôi. Còn bình thường thì không có liên lạc được. Bởi vì ở dưới ngoại á, thời gian lúc trước khi chia tay với vợ thì hai bên gia đình có không có tiếng nói chung á, thì thành thử anh không có đến. Như anh vừa mới rồi đó, này em cảm thấy lời nói của anh như thế nào? Cảm thấy có cùng chung một tiếng nói để cho nhau cơ hội? Em thấy nếu mà đồng tuổi tí nhau á thì em thấy tuổi tí cũng làm chịu khó. Nếu mà không biết mỗi người nói tuổi nhưng mà mỗi người mỗi cái ý, chung là em thấy cũng được. Mà anh ở Bình Dương, nếu mà anh mỗi lần anh đến dưới em là anh đi như thế nào? Theo anh nghĩ thì một tuần một đến hai lần thì nó sẽ ok cho công việc và ok cái sự gặp gỡ mình hơn. Còn nếu mà tiến xa hơn thì do nơi mình thảo luận nhau. Yeah. Theo như cái quan điểm của em tìm hiểu mà cho nhau cơ hội đến xa hơn á thì khoảng bao lâu là có thể về chung một nhà? Do điều kiện của anh. Như giờ anh là kinh tế anh sao? Kinh tế anh thì cũng ổn mà. Ví dụ có một gia đình nhỏ thì mình cũng đảm bảo chất lượng cuộc sống nó cũng ok. Ủa anh làm vậy là có quy định được tháng tiền lương như thế nào không? Theo như mình trông chèo giờ cái mức lương của mình làm á, thì so với thị trường nhiệt giá cái lô thang á thì nó không ổn định. Còn nhiều khi mình lên tới đất địa Bình Dương thì phải hoạt bát á. Chẳng dạng như mình phải có kinh tế phụ hoặc mình làm thêm những gì á. Dạ. Cho nó ổn định hơn. Như em dự định là khi nào mà mở nhà hàng lại? Em định nếu mà dịch nó ổn kìa. Chứ tại vì em mở ra nó nhiều cái việc trục trặc á, nên giờ để cho khi nào mà mở được mình mọi thứ nó ổn hết cái đã. Cơm em làm ngon quá hay sao mà ảnh chăm chú anh ăn quá trời ăn luôn. Ngon hả chị? Ảnh chăm chú anh ăn không mà ảnh không lo tâm sự. Tôi ngồi ở ngoài tôi nghe bên đây hỏi mà ảnh cứ lo ăn cơm chay, vậy là em thành công rồi đó. Chị Tường muốn hỏi một câu, cái suy nghĩ giờ theo như em nè, bản thân mình là cũng là cái người gãy đổ đúng không? Dạ. Yeah. Con mình cũng đang ở với mẹ của nó, rồi sau này thí dụ mẹ của nó mà có lập gia đình nữa thì con mình sẽ ở với Dượng. Bây giờ thí dụ như em lấy một cái người hoàn cảnh giống như mình, người ta cũng gãy đổ, người ta cũng có con riêng, thì bản thân em dù muốn dù không tự nhiên em cũng trở thành cha Dượng. Vậy thì theo như em nghĩ cách giáo dục của người cha Dượng dành cho con cái của mình là như thế nào? Mình xem nó như là con ruột mình thì nó sẽ xem mình như là cha ruột của nó. Đó là bước đầu tiên của mình dạy một đứa bé. Thứ hai nữa thì do cái môi trường, ví dụ như mình cố gắng để tạo cái kinh tế thì mình sẽ lo cho nó môi trường nó sẽ tốt hơn. Về phía em thì em nghĩ như thế nào? Tính em á, nếu như mà em đủ duyên để bước thêm bước nữa vậy đó thì con của người chồng của em vậy đó, em cũng sẽ rất là thương như con em. Con em thương sao thì em sẽ thương con cũng như vậy. Mà phải đủ duyên vậy chị. Thì đương nhiên mọi thứ trên đời này nó đều phải có duyên. Duyên mà phải có cái nợ nữa. Mọi thứ nó đều là nhân duyên của hai người thôi. Cho chị hỏi là hôm nay mình đi có ai đi theo không? Đúng, em rất thiết ở trọ chung với nó, với lại em ở xóm quê nữa. À, em ở xóm quê ở chung ha. Vậy là cũng là thân tình, hiện giờ đang còn ở chung không? Giờ nghỉ ở chung rồi. À, giờ nghỉ ở chung rồi. Hôm nay mình đi theo, có ai đi theo không cưng? Cô với bạn. À, có cô với bạn. Cô là cô ruột hả? Dạ, cô bạn bên Phật tử. À, cô bên Phật tử. Rồi, dạ, em mời gia đình của bên cả hai bạn luôn à, bạn trai và bạn gái luôn, mời vào đây ạ. Dạ, chào cô. Chào chị. Cô nhưng mà cũng trẻ quá, thôi cứ cô luôn đi. Dạ, mình biết nhau được bao nhiêu lâu rồi cô? À, 5-6 năm rồi. 5-6 năm về cũng hiểu tính nết của cổ là hen. Dạ. Còn bạn là bạn sao? Bạn chơi em, lâu mà. Em là em tên Ly, em là bạn của Vân cũng khá lâu rồi, trên 10 năm. À, hồi nãy giờ cô với chị với em cũng ngồi ở dưới cũng nghe hai bạn này chia sẻ nói chuyện hoàn cảnh như đó, thì không biết là cái ý kiến cá nhân của cô thì cô thấy như thế nào về cặp đôi ngày hôm nay? Cũng hợp về hoàn cảnh và cũng như là tuổi tác. Dạ. Cho nên là cô thấy là chắc hai người này cũng chuẩn trong vấn đề hôn nhân. Dạ. Mà cô thấy có điều gì chưa ổn ở cặp đôi này không? Cái đó để cho hai người tự tìm tôi, chứ bây giờ mới gặp nhau cũng chưa được chi nhân chi diện bất chi tâm. À, đó, câu này hay nha. Chi nhân chi diện bất chi tâm, mới gặp đâu có nói được. Cho nên là em có được cái vụ với Bình, cái sụ dây với chuyền là em bị cái gì với chuyền đâu có nói là được cái điều gì đâu, người ta thích người ta đeo thôi.
Ý kiến của em thì như thế nào? Cái điểm chung của hai bạn rất là tốt vì cả hai người cũng đã từng bỡ ngỡ. Và bây giờ nếu mà hai người có thể hiểu lắng nghe nhau và chia sẻ nhau thì tốt, nhưng mà em nghĩ là hai bạn cần thời gian tìm hiểu nhau về sau này chứ không phải bây giờ. Thật sự là cái khoảng thời gian quá ngắn để hiểu cho nhau thì không có, chắc chắn là không có. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của anh thì em cũng rất có thiện cảm với anh. Hai bạn sau này nếu mà cảm thấy mình nói chuyện được thì sau này mình có thể là liên lạc với nhau và hẹn hò nhau. Còn hello em, tên gì? Tên Phong hả? Con luôn hả? Con năm nay nhiêu tuổi con? 23 tuổi. Ừ thôi con thiệt. Con thấy hôm nay cô này như thế nào? Bắt đầu dành tiền cho mình. Rồi con có gì muốn nói với anh không? Con không biết nói gì. Không biết nói gì mà đi theo hôm nay đi theo chi vậy? Trời ơi, anh rủ đi thôi. Trời ơi, hai anh em có hai cộng dây chuyền giống nhau ghê luôn ha. Đám cưới anh đi cộng dây chuyền nha. Được không? Được không? Mình có vợ chưa? Đăng ký tham gia chương trình không? Rồi cô Tường kiếm người làm mai cho. Không hả? Rồi có nghĩa là bây giờ kêu anh bấm nút không? Có khuyên anh bấm nút không? Là cái này là tùy anh. Ủa mày bao phải quá à. Thôi được rồi, cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn cô nha, cảm ơn chị, rồi cảm ơn em luôn. Bây giờ tôi muốn hai bạn nắm tay nhau một chút xíu qua cái cửa này. Hãy nhìn nhau và mỗi người nói với nhau một câu thôi. Cái cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Mình cho nhau cơ hội đi thì mọi chuyện sẽ từ từ tìm hiểu sao. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm nút, còn mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Khi em đến đây thì nhân dịp này cũng cảm ơn ban chương trình đã tạo cơ hội giúp đỡ cho em kiếm một mối lương duyên. Ví dụ như đi đến đâu đi chăng nữa thì do mình tìm hiểu thôi. Còn trước mắt thì em cảm ơn chị Tường đã chân thành ủng hộ giúp đỡ em. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 Theo như cái quan điểm của em tìm hiểu mà cho nhau cơ hội đến xa hơn á, thì khoảng bao lâu là có thể về chung một nhà? Do điều kiện của anh, như giờ anh là kinh tế anh sao? Kinh tế anh thì cũng ổn mà, thí dụ có một gia đình nhỏ thì mình cũng đảm bảo chất lượng cuộc sống nó cũng ok. 2 Bây giờ lấy chồng mà chồng ở tỉnh khác ở xa thì mình có đi theo chồng không? Dạ không, em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn. Lý do? Thì giờ em thấy trên đây con em cũng học ở trên đây. À con đang học dạ, trên này. Con em học trên đây, điều kiện nào giờ em sống ở trên đây rồi. Nên là em muốn lập nghiệp ở trên đây. Rồi ok. 3 Hết thời gian. Phụ nữ với nhau chị cũng có cái linh cảm á. Chị cũng nghĩ rằng là em chưa có cảm thấy có cái sự rung động. Dạ. Nay chưa có cơ hội, nó chưa mỉm cười với mình thì hy vọng là đâu đó trong chương trình này phát sóng ra là có sẽ nhiều cơ hội đến. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.